Ok, xin cảm ơn. Đây là món của chị Hoa. Hải Phòng chị Hoa. Chị Hoa. Ok, bánh đây là bánh khúc. Đây, quay đây. Đây là bánh khúc Hải Phòng, bánh khúc chay tự tay chị Hoa làm. Nói chung là chị ơi, sao chị siêu thế? Chị. Rồi. Chị Hạnh Đức, giơ tay. Đây, đây. Đây là món gà của chị Hạnh. K1. Đây là món bánh. Bánh rộng rộng đặc sản Huế. Chị Diệp Lê. Chị Yến nào, bánh gai Hải Dương. Chị Yến. Quay mặt giới thiệu bánh gai Hải Dương. Chị Yến đến từ Hải Dương City. Ôi giời, thật là tuyệt vời. Còn đây là... Anh không hiểu cô ơi. Còn đây là của các bạn đến từ Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội. Phải đóng góp tiền và tớ chỉ có việc chơi thôi. Tớ đã có vũ trụ luôn đấy. Đây. Còn đây là món nước. Thái Nguyên. Một thùng nước là của bạn. Xanh. Đúng là xanh. Bạn ấy tên là Liên. Đến từ Nghệ An. Kia đâu. Đến từ Nghệ An nhá. Ok. Đây. Chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Nga, đến từ Quảng Ninh. Sinh năm 19 bao nhiêu? Em 1984 ạ. 1984 cho Nga chào hóa tay đến từ Quảng Ninh. Cùng chồng đó. À ui giời, đây này. Nhiếp ảnh ra. Chúc mừng. Chúc mừng. Phước gì được như cô ấy. Tiếp theo. Em chào cả lớp. Em là Doãn Thị Hiên. Rồi Mai Hiên luôn. Em tên là Hiên nhá. Em đến từ Hà Nội. Ok. Em sinh năm 1982. Ok. Tiếp. Xin chào cô giáo, chào cả lớp. Mình tên là Hòa, đến từ Hải Phòng. Rất vui hôm nay được giao lưu với mọi người. Ok, giờ chị Hòa cháu lại. Tiếp. Em xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Vàng. Em đến từ Việt Trì. Em sinh năm 1974. Ok, chào Việt Trì. Chào cô, xin chào cả lớp. Mình tên là Hoàng Yến, đến từ Hải Dương. Ok, cho chị Hải Dương một cháu tay. Năm 1971. 1971. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hồng Phái, đến từ Liên Bạc. Mình sinh năm 1980. Rất vui được gặp mọi người. Tiếp. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Miền, em đến từ Thái Bình. Em sinh năm 1988. Thái Bình à? Thái Bình ơi, sao mà yêu thế? Chào tất cả mọi người, em là Liên, em sinh năm 1988, em đến từ Nghệ An. Rất vui được làm quen với mọi người. Ok. Nào, Minh Tâm đến từ đâu? Đến từ nhà Minh Tâm. Con. Xin chào mọi người, mình là Tống Thuyết. Mình sinh 1987, mình sống và làm việc tại Hà Nội. Ok. Tiếp bạn ơi. Chào mọi người, mình là Thảo. Đến từ Thái Bình, sinh năm 1975. Ok, chào Thái Bình, thân yêu. tiếp. Em chào tất cả mọi người, em tên là Ngân, đến từ Hải Phòng, Khoa Phượng Đỏ. 83. Hải Phòng. Đây. Xin chào. Mình tên là Hạnh. Mình đến từ Hà Nội, mình sinh năm 1972. Đây. Rất mong là và rất vui là được làm quen với mọi người và được ăn đồ của tất cả các bạn, các chị. Đặc sản buổi hôm nay. Ok. Cho gái đảo một tràng pháo tay. Đây. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Nhung, mình đến từ Nam Định, mình sinh năm 95. Ôi giời ơi. Cô giáo. Ok, xin chào.
Đây. Xin chào tất cả mọi người, mình là Quỳnh Ngọc đến từ thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên. Tỏ lên. Đúng rồi, xin rất là vui và làm quen được tất cả mọi người. Xin mọi người tất cả là cùng trong một nhà để chúng ta cùng hòa nhau mang một những nhiều sức khỏe đến cho tất cả mọi người xung quanh chúng ta. Xin chào. Ok, bye. Chào Thái Nguyên, chị Ngọc là một người gọi là siêu hồn nhiên. À, mình sinh năm 1970. Ai, 70. Rồi, bây giờ đây thôi làm quen với cả nhà đi. Thanh niên đẹp trai, kệ đi. Chào mọi người. Em tên là Khánh, chồng Nga đến từ Quảng Ninh, sinh năm 84. Rồi, tuyệt vời, cho vào đấy một tràng hoa tay. Lần sau nhớ dẫn chồng đi giống như bạn Nga. Tiếp anh ơi. Vâng, em xin chào mọi người. Em lái xe cho chị Yến. Wow, con lái xe riêng, ôi trời, chào Hải Dương. Đó là tuyệt vời, con ơi. Con chào mọi người, con tên là Á, con năm 22 đến từ Huế. À, bạn này là đến từ Huế, sinh năm 2002, trẻ nhất lớp, ok. Đây, xin chào cả nhà, mình đến từ Huế, đến mong Huế mơ. Vâng, chị tên là gì? Tên là Diệp, sinh năm 1968. Rất vui được gặp mọi người ở đây. Vậy là lớn nhất lớn. Đây, đặc sản của chị Diệp. Chị ơi, hơi bé. Trời ơi, tôi nói cho mọi người biết là hôm qua chị mang hẳn một thùng nhá, một thùng cái bánh này ăn ngon nên là hôm qua bọn tớ tổ chức sinh nhật ăn trước rồi. Còn mình tên là Phạm Hoàng, chuyên yoga trị liệu và đây là team giáo viên của mình. Xin giới thiệu với toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới. Đấy, các bạn quay đi, đây là team giáo viên. Mặc dù hàng không có quảng cáo, không phải nhà kinh doanh, nhưng mà đã được vũ trụ hút các bạn vào đây. Rồi, về với đội của mình. Và hôm nay rất là vui được một buổi dã ngoại cùng với lại tất cả các bạn giáo viên, là cùng tâm nguyện lan tỏa và cứu dân Việt Nam thoát khỏi bệnh đau lắm. Nếu các bạn yêu quý nha, các bạn yêu quý, các bạn hãy thả like, thả tim và chia sẻ cho thật nhiều người biết về đội của chúng tôi. Đây là toàn những nhân vật có thể cứu các bạn chết khỏi bệnh, đau lưng và đau vai gái. Và bây giờ Bin đã yếu, xin chào. Ok.